Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Con chào bác Huyền ạ. Như con được biết thì bác đã dùng cái sản phẩm tam thất của bên con rồi. Trong quá trình dùng ấy, bác được biết là tam thất này nó có những cái tác dụng như nào nhỉ? Nói chung tam thất thì nó nhiều tác dụng lắm. Tác dụng về để bổ máu này, rồi những người suy nhược cơ thể để hầm ăn cho béo béo này, rồi chữa u này, rồi chữa ngăn ngừa ung thư này, rồi nói tóm lại là với đại tràng này, nói chung là tam thất thì nó có rất là nhiều tác dụng của nó. Không biết là bác dùng tam thất vào mục đích để điều trị bệnh hay là phòng bệnh bác nhỉ? Bác dùng tam thất thì trước kia là bác bị u xơ của tử cung, thì bác đi khám thì người ta nói u xơ đã to rồi, nhưng mà sau đó là bác bị mổ, nhưng mà có người ta bảo bác là cứ uống tam thất đi thì thôi. Thế là bác về bác mua tam thất bác uống, thì từ cái đợt bác dùng tam thất thì bác uống cứ uống ngày hai lần, hai lần sáng với tối, thì bác cứ uống bằng bột, lúc thì uống bột pha với nước, lúc thì bác uống bằng củ tam thất ngâm với mật ong, thì bác uống cả hai loại đấy. Thì bác dùng một thời gian thì u sơ tự nhiên là nó đi khám thì nó bớt dần đi, nó teo dần, thì sau đó bác cứ dùng tiếp đến bây giờ thì bác đi khám lại thì nó không còn nữa. Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nó đã khi khối u nó teo đi, nó nhỏ đi, nó hết rồi? Nói chung là thời gian đầu bác dùng thì bác cứ dùng hàng nửa năm, hàng năm thì bắt đầu bác đi khám lại. Khám lại thì có hiện tượng là nó cũng, bác sĩ người ta bảo là cũng nhỏ dần đi so với lúc đầu bác khám. Sau đó bác lại dùng tiếp thì 1-2 năm sau thì bây giờ bác đi khám thì nó không còn nữa. Thế là cũng mình dùng nó mất là 1-2 năm là cũng khối u. Có nghĩa là phải bác liên tục. Dùng liên tục. Thế là khối u của bác u sơ cũng bác hết. Không còn nữa. Thế là đã hết. Thế rất là tốt. Uống ngày 2 lần vào sáng với tối thì cứ pha cái nước uống. Dạ. Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Thế là dùng thế là mình thấy hiệu quả đúng không? Dùng thì bác thấy có hiệu nghiệm tốt. Vâng. Giả sử có ai đó muốn dùng thì bác có sẵn sàng giới thiệu giúp bọn con không? Có, nếu như bây giờ mà ai mà bảo về u với các thứ thì bác cũng khuyên là nên dùng, bác thấy là nó có tác dụng đấy. Thế là, vâng, thế. Thì bản thân bác là bác thấy có tác dụng. Vâng. Thì bây giờ bác cũng khuyên, ví dụ như bà nhà bác bây giờ đấy, đại tràng thì bác cũng bảo bà là dùng tam thất này hầm các thứ để ăn. Thì nó cũng tốt với những người ốm mà mổ xẻ sau thì dùng tấm thất này thì là để hầm gà hoặc là ăn thì nó tốt. Con chào cô Hiền ạ. Thì trong cái thời gian con được biết là cô đã sử dụng cái sản phẩm tam thất bên con rồi, thì cô trải nghiệm, trước tiên là trải nghiệm và đánh giá sao về cái chất lượng sản phẩm bên con ạ? Chất lượng thì thấy uống thấy cũng tốt đấy. Lâu rồi uống ở chỗ khác thì lần này chuyển sang bên này thì thấy tốt hơn. Thường cô dùng tam thất này để vào mục đích gì ấy? Chữa dạ dày, rồi chữa u sơ tử cung, rồi u lang, thấy nó bé đi. Thế cô đã từng đi tái khám lại là thấy u này? Rồi, đợt trước là bị cái u sơ nhỏ nhỏ này, đợt vừa rồi đi khám thì chỉ còn cái lang thôi, không còn gì. Không còn, gần như là không còn u lại hết. Vì là trước đây thì nhà bác là có mẹ bác ấy, đã dùng cái tam thất này. Tức là cũng bị một cái nang ở dưới sau, cứ queo chân này. Thế thì đã làm hồ sơ để mổ, nhưng mà sau khi mà cũng sợ quá, cũng đi vào tam thất uống một cân tam thất thì là coi như tan hết. Của cô thì là cô là vì nang vì gọi là tuyến giáp, u giả chảy máu tuyến giáp.
Cách làm trắng da bằng vitamin E chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da sáng hồng. Cách làm trắng da bằng vitamin E luôn được các chị em ưa chuộng hàng đầu vì sự hiệu quả và giá thành tiết kiệm của nó. Vitamin E có khả năng chống oxy hóa và gốc tự do rất hiệu quả. Nó bảo vệ tế bào, ngăn ngừa sự oxy hóa diễn ra một cách tối đa. Vitamin E giúp làn da tươi trẻ và ngăn ngừa lão hóa rất mạnh. Hơn nữa, vitamin E còn giúp làn da mịn màng và trắng sáng lên thấy rõ. Đặc biệt, khi cho vitamin E kết hợp với rượu nếp, nước vo gạo, chanh tươi và mật ong, sẽ tạo ra một loại hỗn hợp dưỡng da, sẽ khiết lỗ chân lông hiệu quả ngay tại nhà. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm trắng da bằng vitamin E và các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Công thức 1. Cách làm trắng da bằng vitamin E và chanh tươi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 viên nang vitamin E, mùng 1 tháng 2 quả chanh tươi, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước vo gạo, 1 thìa rượu nếp, bát và thìa. Cách làm: khi vo gạo, bạn bỏ qua nước vo gạo lần đầu có chứa nhiều bụi bẩn. Tiếp đó đến lượt nước thứ hai, bạn dùng tay xiết mạnh cho gạo tiết ra nhiều chất cám, rồi đổ vào một chiếc bát nhỏ. Chờ nước lắng xuống, sau 15 phút thì bạn bỏ phần nước trong. Cách làm trang da bằng vitamin E chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da sang hồng. 3. Cắt đôi quả chanh, vắt lấy phần nước khô rồi lọc bỏ hạt. Trộn các nguyên liệu trên vào bát rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách làm trang da bằng vitamin E chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da sang hồng. 4. Cách sử dụng: rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và làm lỗ chân lông thông thoáng. Thoa hỗn hợp lên mặt rồi dùng tay massage nhẹ nhàng chừng 5 phút để hỗn hợp thấm sâu vào da. Lưu lại hỗn hợp trên da trong khoảng từ 20-30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Cách làm trang da bằng vitamin E chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da sang hồng. 5. Áp dụng công thức này 2-3 lần trên tuần, da cứ thế trắng bóc. Lỗ chân lông se khít khinh khịt mà chẳng cần dùng mỹ phẩm. Cách làm trắng da bằng vitamin E và nha đam. Nguyên liệu cần chuẩn bị: lá lô hội, máy xay hoặc cối giả, dao, thớt, viên nhộng vitamin E400U và viên 500mg vitamin C nghiền thành bột, dầu dừa. Cách thực hiện: dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa tay, cắt bỏ phần gốc lô hội để phần nhựa màu vàng chảy ra hết. Dùng dao cắt hai đường ở hai bên cạnh rồi cắt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần thịt trắng, rồi cắt thành những viên như hạt lựu. Cho lô hội vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, rồi cho vitamin E, vitamin C và dầu dừa vào rồi xay thêm một chút để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đổ hỗn hợp trên vào lọ thủy tinh rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, một lọ dung dịch chỉ nên dùng trong 2 tuần thôi nhé. Cách sử dụng: sau khi rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn thoa đều hỗn hợp lên da rồi dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Cứ massage nhẹ nhàng như vậy, rồi lưu lại hỗn hợp trên mặt chừng 20-25 phút, rồi rửa sạch bằng nước. Áp dụng công thức này 3 lần trên tuần. Chẳng cần dùng tới mỹ phẩm nào, da mặt bạn vẫn trắng mịn như trứng gà bóc. Tất nhiên vẫn tùy cơ địa mỗi người. Bạn có thể cân nhắc trước khi sử dụng công thức này. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ Sức Khỏe Online nhé.